Mời các bạn cùng nghe tiếp tóm tắt sách Phụ nữ thông minh không ở góc văn phòng, phần 4. Ở phần 4 này chúng ta cùng tìm hiểu những sai lầm trong cách bạn xây dựng và quảng bá hình ảnh bản thân. Nói đến các thương hiệu nổi tiếng, bạn sẽ nghĩ ngay đến các thương hiệu nào? Thương hiệu sản phẩm có được danh tiếng nhờ vào hai yếu tố: chất lượng và chiến lược tiếp thị. Nếu thiếu một trong hai yếu tố trên, sản phẩm khó có thể duy trì được tiếng tăm hay thành công trên thị trường. Tiến sĩ Bruce Heller, chủ tịch Strategic Leadership Solution, giải pháp lãnh đạo chiến lược tại Encino, bang California, có một buổi trò chuyện cùng với các chuyên gia về tầm quan trọng của việc coi bản thân mình như các thương hiệu cần quảng bá. Ông Heller nói: "Các bạn phải coi nơi làm việc là thị trường và bạn chính là sản phẩm được tiếp thị." Từ khi còn là những cô bé, chúng ta đã được dạy rằng chúng ta chỉ được nhìn thay vì được lắng nghe. Với suy nghĩ này, khi trưởng thành chúng ta chỉ biết lặng lẽ làm việc mà không đòi hỏi. Hậu quả là cấp trên không tạo cơ hội thăng tiến và cố tình tảng lờ những dự án họ hoàn thành xuất sắc. Những gợi ý trong phần này sẽ giúp bạn xác định thương hiệu cá nhân, thừa nhận giá trị của thương hiệu và đề ra kế hoạch tiếp thị phù hợp. Sai lầm thứ 45: Không xác định được thương hiệu cá nhân. Tác giả đã đưa ra hai gợi ý để khắc phục sai lầm trên. Một, liệt kê 3 đến 5 điều khiến bạn hài lòng nhất trong công việc. Hai, sau đó biến những hành động trên thành 3 ưu điểm và vận dụng tại công sở. Ví dụ như khả năng biết lắng nghe người khác giúp tôi thu thập nhiều dữ liệu từ nhiều nguồn thông tin. Tôi cũng thành thạo kỹ năng viết báo cáo và kỹ năng này giúp tôi báo cáo dữ liệu một cách chủ quan nhất. Sau khi thu thập và báo cáo dữ liệu, tôi vận dụng kỹ năng xác định rõ những khó khăn chúng ta phải đối mặt và vận dụng giải pháp tối ưu nhất cho từng vướng mắc. Bạn nên tập nói tương tự như vậy cho đến khi bạn có thể tự trích dẫn một cách thành thạo và tự tin. Sai lầm thứ 46, đánh giá thấp công việc hoặc chức vụ của bạn đã rất nhiều lần tác giả được nghe những người phụ nữ trả lời câu hỏi chị làm nghề gì bằng một câu trả lời mang tính tự phản đối à tôi chỉ quản lý một văn phòng hoạt động hợp pháp thôi hay tôi chỉ là trợ lý hành chính những câu trả lời này không tạo ấn tượng đủ tốt về một thương hiệu để tác giả có niềm hứng khởi tìm hiểu sâu hơn nữa để thành công trong việc quảng bá thương hiệu bản thân bạn cần phải xác định rõ tại sao công việc cần đến bạn Yếu tố quan trọng không kém là khả năng nói xúc tích cho người khác biết công việc của bạn trong khi vẫn tỏ thái độ tích cực qua từng câu nói. Tác giả không khuyến khích bạn nói dối nhưng bạn nên thể hiện niềm tự hào trong công việc thông qua sự đóng góp của bạn vào thành công của công ty. Tác giả đã đưa ra hai gợi ý để khắc phục sai lầm trên một biết gọt rũa từng câu nói. Cố gắng nói ngắn gọn để thể hiện ưu điểm của bạn và tránh những từ ngữ tiêu cực. Hai, có thể diễn đạt thành tích của bạn đã đạt được theo phương pháp ba, vấn đề này sinh, giải pháp, kết quả. Sai lầm thứ 47, dùng tên thân mật hoặc không nói đầy đủ họ tên. Tác giả luôn tự hỏi tại sao nhiều người phụ nữ quên không nói đầy đủ họ tên mỗi khi trả lời điện thoại hoặc để lại lời nhắn trên hộp thư thoại. Cách nói này rất phổ biến đối với những phụ nữ làm hành chính và chỉ có vài người trong số họ thành công trong sự nghiệp. Có lẽ rất hiếm khi bạn nghe thấy một người đàn ông trả lời điện thoại và nói mỗi tên của họ. Chỉ là một sự khác biệt nhỏ nhưng rất quan trọng. Việc sử dụng tên mà không nói họ sẽ khiến bạn giống như một đứa trẻ nhỏ. Tác giả đã đưa ra ba gợi ý để khắc phục sai lầm trên một người khác sẽ tôn trọng bạn hơn nếu bạn không dùng tên thân mật cho các mục tiêu nghề nghiệp. 2. Luôn luôn sử dụng cả họ và tên trong hộp thư thoại, địa chỉ thư điện tử khi giới thiệu về bản thân và khi trả lời điện thoại. 3. Nếu người khác rút ngắn tên của bạn, bạn nên sửa lại bằng cách nhắc lại tên họ mà bạn muốn họ gọi bạn. Sai lầm thứ 48, chờ đợi để được chú ý, để giữ được vị trí của mình trong thời kỳ nhàn rỗi của công ty, bạn cần phải chứng minh giá trị của thương hiệu cá nhân trong việc tái cơ cấu tổ chức của công ty. Đối với những tổ chức ít cấp cơ hội thăng tiến lại càng trở nên khan hiếm, các dự án giúp bạn có được tầm nhìn và kỹ năng chuyên môn cũng quý giá hơn. Bạn sẽ không bao giờ đạt được thành công nếu chỉ biết ngồi chờ đợi ban giám đốc chú ý đến mình. Bạn cần phải biết rõ thương hiệu của mình và phải bán thương hiệu ngay khi có cơ hội. Tác giả đã đưa ra 5 gợi ý để khắc phục sai lầm trên. Một, nếu bạn muốn nhận được một dự án hay được chuyển sang vị trí đang trống, hãy đề nghị ban giám đốc xem xét nguyện vọng của bạn. Hai, hãy trực tiếp thể hiện nguyện vọng một khi bạn đã sẵn sàng có một bước tiến mới trong sự nghiệp. 3. Khéo léo và liên tục thể hiện thành công bạn đã đạt được. Mỗi tuần hoặc hai tuần một lần, bạn nên chuẩn bị một bản liệt kê những thành công bạn gặt hái được hoặc bạn cũng có thể chia sẻ những thành tựu đó. 4. Đề ra kế hoạch quảng bá thương hiệu. Thử hình dung ra tương lai và viết ra giấy từng bước đi cụ thể để đạt được mục tiêu. 5. Dành thời gian học tập thăm dò nhận xét của đồng nghiệp hoặc tìm chuyên gia tư vấn và làm những việc khác với những việc bạn đang làm. Việc này sẽ giúp bạn chuẩn bị kỹ lưỡng cho những cơ hội và thách thức không lường trước. Sai lầm thứ 49. Từ chối dự án quan trọng. Tác giả đã đưa ra 4 gợi ý để khắc phục cho sai lầm trên. Một, mỗi khi được đề nghị thực hiện một nhiệm vụ mới khó khăn hơn, hãy nhận lời mời đó. Hãy sắp xếp thời gian thực hiện nhiệm vụ này ngay cả khi bạn không có nhiều thời gian. Đây là một sự đầu tư cho tương lai. Hai, khi được đề bạt vào vị trí mới hoặc được giao một dự án mới, hãy vui mừng đón nhận. Nếu người khác tin bạn có thể làm việc đó, bạn cũng nên tin vào bản thân mình. 3. Đề nghị được nhận những dự án có tính mạo hiểm cao nhưng quan trọng. Không mạo hiểm thì không có thành công. 4. Luôn nhớ rằng tại nơi làm việc, ban lãnh đạo là khách hàng của bạn. Vì vậy, bạn cần biết được nhu cầu và đáp ứng nhu cầu của họ. Sai lầm thứ 50, tỏ ra khiêm tốn. Thời thơ ấu ai cũng được dạy phải khiêm tốn nhưng dường như phụ nữ vận dụng bài học này quá khắt khe. Có những lúc bạn cần phải khiêm tốn. Nhưng khi người khác không nhận ra thành công quan trọng của bạn, bạn phải có nhiệm vụ chỉ cho họ thấy. Tác giả đã đưa ra 6 gợi ý để khắc phục sai lầm trên. một Hoàn toàn bỏ cụm từ ôi, không có gì đâu, ra khỏi vốn từ vựng của bạn. 2. Khi báo cáo thành tích, hãy sử dụng đúng từ ngữ xứng đáng với nỗ lực bạn bỏ ra. 3. Mỗi khi được biểu dương, hãy nhìn thẳng vào mắt người nói và trả lời đơn giản tôi xin cảm ơn tránh trường hợp là giảm giá trị nỗ lực mà bạn đã cố gắng. 4. Gửi thư biểu dương hoặc thư đánh giá cao của người khác dành cho bạn đến người trực tiếp quản lý bạn. 5. Trưng bày phần thưởng hoặc bằng khen ở nơi dễ nhìn thấy. 6. Lưu giữ tất cả thư cảm ơn hoặc bảng đánh giá thành tích nổi bật và mở xem lại mỗi khi bạn hoài nghi về chính mình. Sai lầm thứ 51 luôn đứng trong khu vực an toàn có lần tác giả hỏi một người về lý do thôi thúc anh ta xin vào một vị trí mà anh ta biết rõ là không đáp ứng đủ yêu cầu tuyển dụng. Anh ta trả lời rất đơn giản, tôi là người thông minh, tôi sẽ học hỏi thêm. Trong khi đó, phụ nữ có xu hướng làm ở một vị trí quá lâu vì họ sợ không đáp ứng được yêu cầu của công việc mới. Tác giả đã đưa ra 5 gợi ý để khắc phục sai lầm trên 1, 3 năm hoặc tối đa 3 năm một lần. Hãy tìm kiếm một nhiệm vụ mới trừ khi trách nhiệm của bạn trong công việc có thay đổi lớn. 2. Không nên để cảm giác sợ thất bại khiến bạn bỏ lỡ những công việc bạn có thể hoàn thành xuất sắc sau khi được đào tạo cơ bản. 3. Tham gia học thêm hoặc đọc sách để theo kịp sự phát triển trong lĩnh vực của bạn. 4. Tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ mới có thể giúp bạn mở rộng kỹ năng hoặc giúp bạn học hỏi kinh nghiệm mới. 5. Bắt đầu tìm kiếm công việc kế tiếp vào ngày bạn bắt đầu công việc mới. Có thể một vài năm sau bạn vẫn chưa chuyển công ty nhưng tư thế sẵn sàng sẽ giúp bạn có sự quan tâm tiên phong đến thị trường việc làm. Sai lầm thứ 52, nhường ý tưởng cho người khác. Bạn không nên mắc sai lầm khi cho rằng người khác không quan tâm đến ý tưởng của bạn đơn giản vì bạn là phụ nữ tác giả đã quan sát rất nhiều buổi họp và ở đó, quan điểm, ý tưởng của phụ nữ thường bị lờ đi vì những lý do đơn giản nhất, giọng nói của họ không đủ lớn để người khác có thể nghe thấy, hoặc họ thì thầm ý tưởng với nam đồng nghiệp ngồi bên cạnh và anh ta trình bày ý tưởng đó như thế đó là ý tưởng của chính anh ta vậy, hoặc họ trình bày ý tưởng không đúng lúc. Tác giả đã đưa ra 5 gợi ý để khắc phục sai lầm trên, một tạo thói quen đặt câu hỏi sau khi trình bày quan điểm. Câu hỏi sẽ giúp người khác thừa nhận quan điểm của bạn và cùng thảo luận sâu hơn về vấn đề được nêu ra. 2. Nếu đồng nghiệp trình bày quan điểm giống với quan điểm của bạn đã nêu, bạn nên kéo sự chú ý của mọi người bằng cách nói: "Có vẻ như quan điểm của anh được xây dựng dựa trên gợi ý ban đầu của tôi và chắc chắn là tôi rất ủng hộ việc này." 3. Nói to, rõ ràng. 4. Thay vì thì thầm quan điểm với người bên cạnh để tìm kiếm sự ủng hộ, bạn nên tự tin và trực tiếp trình bày quan điểm. Năm, nếu có thể bạn nên viết quan điểm ra giấy. Trình bày ý tưởng trên giấy sẽ tạo sự tin tưởng mà việc nói bằng lời không thể mang lại và giúp người khác biết nguồn gốc của ý tưởng. Sai lầm thứ 53, đảm trách vị trí quen thuộc. Sau hơn 20 năm làm việc, tác giả chứng kiến nhiều phụ nữ làm việc ở những vị trí quen thuộc như trợ lý hành chính, nhân viên nhân sự, thư ký và họ phải đi học thêm buổi tối để lấy thêm tấm bằng đại học với hy vọng sẽ có cơ hội thăng tiến tác giả cũng thấy có nhiều phụ nữ có bằng cấp phải gia nhập đội ngũ lao động với những vị trí rất quen thuộc thật không may mắn trong cả hai viễn cảnh trên tác giả không thấy nhiều phụ nữ đạt được thành công tác giả đã đưa ra bốn gợi ý để khắc phục sai lầm trên một tìm kiếm công việc ở lĩnh vực hoặc phòng ban có số lượng nam nữ cân bằng hai khi được đề nghị ở một vị trí quen thuộc bạn nên cân nhắc xem liệu lợi ích lâu dài có lớn hơn lợi ích trước mắt không 3. Trong một buổi họp, đừng bao giờ tình nguyện pha cà phê hoặc photo. Nếu được đề nghị làm vậy, bạn nên gợi ý yêu cầu tất cả nhân viên cùng lần lượt làm hoặc chia lượt dựa trên thâm niên nghề nghiệp. 4. Nếu việc rời bỏ vị trí quen thuộc đòi hỏi bạn phải học hỏi thêm, bạn nên đồng ý, đó là sự đầu tư đáng giá cho tương lai. Sai lầm thứ 54, không quan tâm đến nhận xét của người khác. Đồng nghiệp rất hay nhận xét chúng ta. Họ thường nhận xét sau lưng hoặc khi chúng ta đã rời khỏi phòng. Bạn phải biết những lời nhận xét đó là gì nếu không bạn không thể quảng bá thương hiệu của bản thân một cách hiệu quả. Những gì người khác nghĩ chính là thực tế. Họ không hiểu bạn theo cách bạn nghĩ mà họ hiểu bạn thông qua hành vi bạn thể hiện mỗi ngày. Tác giả đã đưa ra 6 gợi ý để khắc phục cho sai lầm trên một đề nghị phòng nhân sự tiến hành một buổi đánh giá nhân viên. Đây là cơ hội bạn nhìn nhận mình theo cách người khác nhìn nhận về bạn và tìm cách khắc phục sai sót để tiến bộ hơn. 2. Thường xuyên thăm dò nhận xét của giám đốc để giám đốc thoải mái chia sẻ nhận xét về bạn. 3. Mỗi khi được nhận xét nên biết cách hỏi thêm câu hỏi không mang tính tự biện minh. Ví dụ, anh có thể nói rõ về việc tôi đã làm việc đó khi nào và như thế nào không? Không nên giải thích nguyên nhân khiến bạn làm như vậy. 4. Nếu bạn tức giận vì nhận xét của đồng nghiệp hoặc bạn bè, bạn nên đề nghị có thêm thời gian để suy nghĩ. Nếu bạn muốn được làm rõ hơn, nên tìm đến người đã đưa ra nhận xét để hỏi thêm và không nên cư xử theo cảm tính. 5. Mọi người thường lưỡng lự khi đưa ra lời nhận xét chân thật, vì vậy mỗi khi được nhận xét, hãy coi đó là một món quà. 6. Nếu bạn muốn nhận được lời nhận xét, việc đó ngụ ý bạn chuẩn bị làm một việc gì đó có liên quan đến những lời nhận xét này. Hãy để người khác biết bạn sẽ làm gì để tiến bộ hơn. Việc này sẽ khiến họ chú ý đến thay đổi bạn sẽ tạo ra. Sai lầm thứ 55, biến thành người vô hình. Khi thực hiện nhiệm vụ, nhân viên nữ thực sự là những con ong chăm chỉ. Họ khiến các nam đồng nghiệp tập trung vào công việc, họ chuẩn bị máy chiếu, nội dung thuyết trình, họ đảm bảo ban lãnh đạo sẽ nghe và chú ý đến quan điểm của tất cả nhân viên trong nhóm. Tuy nhiên, khi bàn đến vấn đề ai sẽ thuyết trình, đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Sau gần 20 năm tổ chức nhiều chương trình tập huấn như vậy, tác giả chưa lần nào thấy nữ giới đứng lên thuyết trình. Họ đề cử một nam nhân viên có khả năng ăn nói trở thành trưởng nhóm trong buổi thuyết trình. Hành động của họ đủ vô hình để chắc chắn ban giám đốc không nhận thấy khả năng của họ. Tác giả đã đưa ra 5 gợi ý để khắc phục sai lầm trên một tình nguyện xin đứng ra chỉ đạo họp thường kỳ của phòng. 2. Đề nghị được thuyết trình liên quan đến chuyên môn của bạn trong một buổi họp các chuyên gia cùng lĩnh vực. 3. Viết bài cho báo địa phương, tạp chí nghề nghiệp hoặc bản tin của công ty. 4. Mỗi khi công ty tìm kiếm ứng viên thuyết trình trước ban lãnh đạo, hãy nắm lấy cơ hội đó. 5. Đảm bảo bạn không vô hình trong các buổi họp. Hãy tự tin trình bày ý kiến bởi đây là cách quảng bá thương hiệu bản thân rất hiệu quả. Các bạn vừa nghe xong tóm tắt phần 4 của cuốn sách Phụ nữ thông minh không ở góc văn phòng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hẹn gặp các bạn ở phần tiếp theo.